Các thử thôi nha. Liên quan về mặt kiến thức và lý thuyết, nó sẽ liên quan tới chữ HCG. À, HCG. Thế thì bây giờ đối với HCG, nguồn gốc của HCG và thời điểm bài tiết HCG là những cái tác dụng của HCG nữa trên buồng trứng, đặc biệt là thời điểm bài tiết HCG là những cái quan trọng và kiến thức lý thuyết. Nguyên tắc của bài thực hành này chúng ta sẽ thực hiện như thế này: trộn huyết thanh hoặc nước tiểu của người một phụ của người phụ nữ là muốn thử thai, tức là nghi ngờ, với kháng huyết thanh của thỏ. Và kháng huyết thanh của thỏ này trong trường hợp này là có chứa anti-HCG. Kết quả nếu trong máu hay mẫu nước tiểu của người phụ nữ này mà có HCG thì nó sẽ là xảy ra phản ứng ngưng kết. Và dựa trên phản ứng ngưng kết để phát hiện phản ứng kháng nguyên kháng thể, mình sẽ thực hiện xét nghiệm thử thai bằng cái que là test thử thai nhanh. Đó là cái nguyên tắc của bài thực hành. Để chuẩn bị cho cái bài thực hành này thì chúng ta sẽ lấy cái mẫu thử, tức là mẫu bệnh phẩm, thường có thể là nước tiểu, và nước tiểu của người thai phụ lấy vào buổi sáng sớm, sáng sớm là tốt nhất. Que thử thai và cái bộ trong đó sẽ có cái chung nhựa nhỏ để đựng nước tiểu. Đối với phần thao tác kỹ thuật thì liên quan tới việc rắc mẫu nước tiểu, xé bao vân vân, nhúng que vào chung đựng nước tiểu thì chúng ta thực hiện theo hướng dẫn. Phần này thì đơn giản thôi. Đây là phần quan trọng, cấu trúc que thử thai. Cấu trúc que thử thai. Trong phần cấu trúc que thử thai này là chúng ta phải nắm thật là vững để nó liên quan tới cái phần là kết quả. Bây giờ đi từ dưới lên trước, dưới lên trước. Ngay cái chỗ mũi tên hai chiều, chúng ta thấy đây là cái mũi tên hai chiều là chỉ thị cho chúng ta cái chiều mà chúng ta sẽ nhúng cái que thử thai vào bên trong cái lọ đựng tiểu. Tại cái vị trí mũi tên màu xanh ở đây là sẽ có chứa những cái hạt latex chất chỉ thị màu. Kết hợp trên đây sẽ có là IgG của chuột. Tức là IgG của chuột sẽ được tẩm ở trên cái khu vực này. Nhúng vào bên đây, chỗ này sẽ có vật chỉ thị màu nha, hoặc là test. Chỗ này sẽ là có chứa anti-HCG, anti-HCG. Và ở trên này sẽ là anti-IgG của chuột. Nguyên tắc là cái que này khi mình nhúng xuống thì nước tiểu nó sẽ thẩm thấu, nó sẽ thấm từ dưới, sẽ thẩm thấu lên trên. Thẩm thấu lên trên. Nguyên tắc là như vậy. Thế thì cái quan trọng nhất trên cái que này liên quan đó là hai cái chỗ này. Một cái vạch chỗ này chứa anti IgG của chuột. Một vạch ở này là anti HCG. Thế bây giờ nếu nhúng nước tiểu vào ở dưới này có IgG của chuột, IgG của chuột. Trên này có anti IgG của chuột. Tức là một cái kháng nguyên, một cái kháng thể thẩm thấu từ dưới này lên và nó sẽ mau dẫn lên. Thế thì khi có kháng nguyên kháng thể tương ứng IgG và anti IgG của chuột, kháng nguyên kháng thể tương ứng gặp nhau thì sẽ như thế nào ạ? Ngừng kết. Sẽ ngưng kết. Thế ngưng kết thì lúc này nó sẽ hiện ra cái vạch chỉ thị màu, vạch thứ nhất là ở đây, từ trên xuống vạch một. Như vậy thì trong tất cả mọi trường hợp vạch này cũng sẽ đều xuất hiện nếu thực hiện đúng kỹ thuật, đúng không? Vạch trên này, bởi vì ở đây có IgG của chuột rồi, anti IgG, và ở dưới này có IgG lên, như vậy thì chắc chắn sẽ xuất hiện cái vạch này cho dù bất kỳ trường hợp nào nếu chúng ta thực hiện đúng thao tác kỹ thuật. Thì cái ống này sẽ hiện ra cái vạch này, và vạch này người ta gọi đó là vạch chứng, vạch chứng. Còn cái vạch ở dưới này, chỗ này là anti HCG. Khi nào chỗ này sẽ hiện ra cái vạch này? Nếu như trong mẫu nước tiểu này có HCG thì nó sẽ mau dẫn lên trên cái vạch này, và HCG gặp anti HCG sẽ ngưng kết với nhau để mà nó ra được cái vạch thứ hai. Và vạch hai mình thường gọi đó là vạch bệnh. Như vậy thì dựa trên cấu trúc của cái que này mình sẽ hiểu được khi nào xuất hiện một vạch, khi nào xuất hiện hai vạch. Đó là dựa vào đặc điểm cấu trúc của cái que thử thai này. Cho nên cái phần cấu trúc của que thử thai rất quan trọng để giải thích cái phần kết quả của mình. Kết quả về cách nhúng que và kết quả, đây là trường hợp là hai vạch, đây là trường hợp một vạch, một vạch. Không được nhúng que vào mức tiểu quá vạch mũi tên ngay cái vị trí. Để nhận định kết quả, chúng ta sẽ có nhận định kết quả là một vạch, hai vạch. Nếu theo cái
Nguyên tắc của bài thực hành, chúng ta sử dụng một mẫu nước tiểu của một người phụ nữ nghi ngờ có thai. Nếu như kết quả cái ve này nó ra là một hoạch thì mình là kết quả này là âm tính và người phụ nữ này là không có thai. Nếu như kết quả này hai hoạch tức là dương tính, là người phụ nữ này là có thai. Nhưng nếu tôi lấy một cái que, tôi nhúng vào một mẫu nước tiểu bất kỳ, cái que kết quả ra là một hoạch âm tính, vậy tôi có khẳng định cái này là không có thai, đúng hay sai các anh chị? Một mẫu nước tiểu bất kỳ, không cho tôi dữ liệu đầu vào gì hết của nam hay nữ. Như vậy thì thực chất cái việc xét nghiệm này nó cho chúng ta gì? Cái xét nghiệm của cái que này, bản chất của vấn đề nó sẽ giúp chúng ta giải thích một việc có hay không có sự hiện diện của HCG trong mẫu nước tiểu. Có hay không có sự hiện diện của HCG trong nước tiểu. Nếu như kết quả là dương tính, tức là có HCG trong nước tiểu. Và nếu nước tiểu này của người phụ nữ mà tôi biết trước là một người phụ nữ nghi ngờ có thai, thì lúc đó là tôi sẽ xem xét đây là ca này là có thai. Còn nếu mẫu nước tiểu này không rõ ràng, tôi chỉ dừng lại một mức kết luận là có hay không có HCG mà thôi. Cho nên mình lưu ý là như vậy, vấn đề nhận định và giải thích kết quả nó phải theo tình huống. Một đặc điểm lưu ý nữa, HCG bản chất là một kháng nguyên. Bản chất là kháng nguyên, nó là một loại glycoprotein. Kháng nguyên gặp kháng thể tương ứng thì nó sẽ ngưng kết. Và cần lưu ý rằng nguồn gốc của HCG không phải ở tất cả, chỉ có duy nhất người phụ nữ mà mang thai thì mới có HCG, mà sẽ có những trường hợp khác. Có những trường hợp nào mà ở người nam mà nồng độ HCG tăng không các anh chị? Có không? Nam nhưng mà nồng độ HCG tăng có không? Vẫn có. Ví dụ u gan, tức là vẫn có những vấn đề về bệnh lý. Như là nguồn gốc của HCG không đơn thuần chỉ đơn giản là chỉ có người phụ nữ có thai. Cho nên trong khâu nhận định và giải thích kết quả đối với cái bài này, nếu tôi biết đó là mẫu nước tiểu của một người phụ nữ nghi ngờ có thai thì tôi hãy xác định là có thai hay không có thai. Còn nếu không, tôi xác định cách chắc chắn nhất là có hay không có sự hiện diện của HCG trong nước tiểu mà thôi. Đó là ý nghĩa của cái bài này như vậy. Ngoài ra các anh chị về xem thêm, các anh chị xem thêm đối với bài này, nguồn gốc của HCG, thời điểm HCG xuất hiện trong máu, thời điểm HCG xuất hiện trong nước tiểu, những thời điểm đó rất quan trọng. Dựa vào những thời điểm đó, cái nồng độ HCG đủ đạt để mà chúng ta làm xét nghiệm trong nước tiểu, trong máu, để tránh trường hợp chúng ta nhận định một số trường hợp âm giả, dương giả. Và trong một người phụ nữ có thai như vậy, diễn tiến của HCG sẽ tăng giảm thay đổi trong những thời điểm nào? Tam cáo nguyệt thứ nhất, tam cáo nguyệt thứ hai, tam cáo nguyệt thứ ba,